nhiều cái clip mà thấy anh tập ở trên các được đăng lên thì tụi em tin anh sẽ đá. Ngày hôm nay á có anh Quang Hải nữa nè, với lại là Jack á, thì các bạn sẽ thích trai cả hai không tất nhiên là khác rồi nhưng mà phần sách nhiều hơn hả? Chị cái Tuấn đi hơi vậy nè. Tuấn đi dễ thương lắm chị, kệ không cà tưng vậy đó chị. Comment không? Em nghĩ là chắc không đâu. Rồi em có tin tưởng mà tài đá banh của Jack không ạ? Thắng chắc rồi chị, Jack thắng là thắng chắc rồi chị. Sao em biết? Dạ tại em đá giỏi lắm chị. Thấy chứ đá giỏi lắm chị. Vậy là Jack rất giỏi chơi bóng không? Dạ giỏi. Giỏi chơi bóng. Giỏi chơi bóng lắm chị. Em có muốn chúc cái gì cho Jack giống như kiểu cổ vũ á. Như kiểu hồi nãy á của em á. Anh ơi cố lên. Jack ơi cố lên, I love you. Quý ngày hôm nay, hãy có mặt tại sân vận động Thống Nhất.
cho tất cả mọi người. Thực sự để mà nói thì đây là một cái chương trình, và đối với Eric thì Eric thấy là một chương trình rất là ý nghĩa, bởi vì đây là một giải bóng đá đến từ miền Trung. Và theo như Eric được biết thì tất cả số tiền bán vé có được trong giải bóng đá ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ gửi về cho các hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung. Thế nên thực sự là khi mà Eric được là một trong những nghệ sĩ được đồng hành trong chương trình, Eric cảm thấy rất là vui và mong rằng là mình có thể góp một chút cái sức nhỏ nhỏ của mình để có thể làm nên một cái chương trình thật là thành công trong buổi tối hôm nay. Cùng với chúng tôi cho đến thời gian chút cuối tuần để chúng ta không phải là công việc ngày thứ 10.
thì tại sao mọi người lại nhận lời mời tham gia chương trình như thế này không ạ? Cái tại vì đây là một cái buổi biểu diễn mà nó mang cái thông điệp tốt là cái này là mình sẽ giúp đỡ được miền Trung và ủng hộ cho mấy anh em nghệ sĩ ngoài kia có tinh thần để đáp ăn. Dạ, mình rất thích thể thao và mình thích hip hop nữa cho nên là cái quẩy đó. Vui khi mà mình biết là mình đang được đứng cùng những người mình ủng hộ, điều đó làm cho giới cảm thấy rất là cố gắng. Và trong cái quãng đường vừa qua thì giới đã cố gắng rất là nhiều để có thể có mặt ở đây. Mọi người vỗ tay cho giới được không ạ? Dạ, còn cảm xúc của Lan Anh đi lúc này là như thế nào? Dạ, mình chưa. Xin được cảm ơn hội trình diễn của giới chất của Lan Eddie và Ricky Sa. One more time.